Này, về đằng sau đấy. Sao tự nhiên trông mặt mày buồn thế? À, không có gì đâu. Chỉ là tự nhiên tao nhớ lại những ngày đầu bọn mình mới gặp nhau ấy. Mày nhắc tao cũng thấy nhớ. Hồi đấy bọn mình nghịch thật đấy. Thoáng cái đã một năm chơi với nhau rồi. Tao thấy càng lớn mình càng có nhiều chuyện phải suy nghĩ hơn. Mệt thật đấy. Tao cũng thấy thế. Dù không còn quậy phá như trước nữa, nhưng chỉ cần lúc nào bọn mình cũng ở bên nhau như thế này là tao thấy vui lắm rồi. Vì thế, dù có chuyện vui hay buồn thì cứ chia sẻ với bọn tao nhé. Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn bọn mày. À, đi ăn gì không? Hôm nay tao khao. Ờ, đi, đi, đi. Tao một sâu chúng mới chết. Chạy đi, chạy đi. Đừng ngay. Có thật thế không? Dạ có ạ, em chắc chắn thưa đại ca ạ. Đúng thế ạ, ngày nào cũng thế cơ đại ca ạ. Giỏi lắm. Phản bội tao sẽ có kết cục không tốt đẹp gì đâu. Hai đứa mày tốt đấy. Đi cho tao, xử nó. Nhưng mà... Yên tâm đi. Đã là đệ của tao ấy thì chả phải sợ bố con thằng nào cả. Đi. Này, cô bạn tôi ơi. Dạo này sao lại hay tránh mặt tôi thế? Tránh mặt á? Ông nói gì vậy? Sao hôm nay lại dẫn theo cả hai đứa này? À, bà có muốn biết thật không? Tôi dẫn chúng nó theo là để chúng nó biết được rằng một kẻ phản bội tôi nó sẽ có kết cục như thế nào. Ông nói gì thế? Tôi không hiểu. Đúng là Quỳnh Anh nổi danh cà sấu chua có khác. Bà đóng kịch hơi giỏi đấy. Đừng tưởng là tôi không biết chuyện của bà với Bằng. Tôi với Bằng chẳng có gì cả. Chẳng phải kế hoạch đánh Bằng là do tôi nghĩ ra sao? Ừ, thế là bà nhận kế hoạch đấy là do bà có tham gia đúng không? Ừ, tôi nhận. Thế là được rồi. Tôi đã ghi âm ở đây rồi. Này, lần sau ấy, nếu bà còn rút thằng Bằng nữa thì bà biết đoạn ghi âm này sẽ tới tay ai rồi đấy. Mà còn đau đớn hơn như thế nữa cơ. Bà hiểu ý tôi chứ? Đi. Làm sao? Này, xin thì quên Vũ Văn Nghệ rồi không có Bằng. Mày tính như nào hả Hạnh? Ờ ha, mày nói tao mới nhớ. Thế bây giờ phải làm sao bây giờ? Chuyện này tao cũng bàn với Hân rồi. Cuộc thi văn nghệ lần này lớp mình khó đạt được giải nhất lắm. Tao thấy các lớp khác toàn tiết mục đặc sắc thôi. Nên chắc tao với Hân sẽ hát trên nền nhạc có sẵn. Thế thì chán chết. Biết là thế, nhưng tình hình bây giờ thì phải chấp nhận thôi. Hay là bọn mình đi học nhảy đi. Nhảy á? Ừ, giống cái nhóm nhạc gì của Hàn Quốc và Blackpink á.
Mà nhóm mình vừa đủ 4 người luôn này. Thôi, tao với mày cả mi còn nhảy được. Chứ Hạnh mà lên thì ai mà dám xem nữa. Này, ít ra tao còn hát hay hơn bọn mày đây. Mà tao đang suy nghĩ chuyện của Bằng đây. Chính Quỳnh Anh nó còn lo lắng và chăm sóc cho Bằng. Không lẽ nào nó cố tình làm vậy để mọi người đỡ phải nghi ngờ? Hay nó làm như thế vì cảm thấy tội lỗi với bản thân? Ngay từ đầu tao đã thấy có gì đó sai sai ở đây rồi. Vì theo như tao được biết, Quỳnh Anh nó thích Bằng đến nỗi chỉ cần ai lại gần Bằng thôi là nó sẽ cho một trận luôn rồi đấy. Cũng có thể là nó làm như vậy để chiến thắng cuộc thi văn nghệ này mà. Thôi, chúng mày đừng cãi nhau nữa. Mọi chuyện từ từ sẽ có cách giải quyết mà. Hay chiều nay sang nhà thằng Bằng đi. Thôi, tao bận rồi. Nó làm sao đấy? Này, đứng lại. Mày muốn gì? Tao muốn nói chuyện. Tao bảo này, mày đã bao giờ thích một người nhưng mà không dám nói ra chưa? Sao mày lại hỏi tao chuyện này? Thì mày cứ nói đi. Rồi. Thế mày cảm thấy như nào khi người mày thích gặp nguy hiểm mà mày thì không giúp gì được? Mày đừng quên, gia đình tao với mày cũng không phải xa lạ gì cả. Thế nên là ta cũng hiểu mày được phần nào. Chuyện của mày với Bằng ta biết không phải tự nhiên mà mày như thế. Tao chỉ nói với mày một câu, nếu mày thương cậu ấy thì hãy nói ra sự thật đi. Tao không biết gì cả nên mày đừng hỏi tao.
Hóa ra mày rủ tao đi là để chọn quà cho mày đấy à? Từ lúc đi đến giờ 5 cái cửa hàng rồi đấy. Nhanh nhanh tao còn về, tối nay có trận siêu kinh điển của Liên Minh đấy. Nhưng mà tao chả thấy cái gì nó đẹp, chả thấy cái gì nó ý nghĩa cả. Cứ như mày ấy, thì đi đến mai cũng không chọn được đâu. Thế thì tao mới cần mày phải tư vấn chứ. Thế mày nghe tao, con gái ấy, chúng nó không quan trọng là quà như thế nào đâu. Đắt, rẻ, xấu, đẹp, không quan trọng. Quan trọng ấy, là cái tình cảm mày đặt vào trong đấy. Mà quà để mày tặng Hạnh ấy, thì chắc là cũng không ít tình cảm đâu nhỉ. Nhưng mà ấy, mua quà để tặng quá là bình thường. Thế bây giờ tao phải làm gì? Mà này, bây giờ đang có cơ hội tốt học cùng lớp với nhau. Tôi rung động, dòng viết tay cùng truyền đã lâu, miền cảm xúc ngập ngụm sâu trong lần đầu. Cậu sao không? Tớ đau chân quá. Cậu bỏ cặp ra đi. Từng chiều đạp xe bên nhau mỗi khi tan trường về, mắt em long lanh. Thắp lên muôn vàn mộng mơ, đèo em qua bao con phố, dòng người lướt thật nhanh chỉ em và tôi. Mong sao đường cứ thêm dài để ta gần nhau mãi thôi. Oh baby baby you, thanh xuân của riêng ai, là những lời yêu đầu tiên mình vẽ cho nhau cả trời mơ ước. Cậu đi cẩn thận nhé. Hay là cậu về lớp trước đi, tớ tự đi được rồi. Có thật không thế? Ừ, thật mà, lớp tớ ngay đây rồi. Phiền cậu quá, đưa tớ lên tận trên này. Có sao đâu, đây là trách nhiệm của tớ mà. À, hay là cậu cho tớ số cậu đi, rồi có gì mình liên lạc lại sau. Thế tớ đi nhá. Ừ. À, ba lô cậu này. Thế cảm ơn nhá. Ok. Ba. Này, hôm qua tao ra quán net mà mình hay chơi. Mày biết tao gặp ai không? Ai? Thằng Huy đó, mình đi với người yêu đấy. Huy nào nhở? Huy Xuân đó. Ừ, ngồi đối diện tao luôn. Cái gì? Nhìn nó gian gian như thế mà cũng có người yêu á. Rồi mày biết sao không? Nó còn dám thách đầu tao để đẩy le đấy. Mà kết quả mày biết rồi đấy.
Này. Hả? Chuyện gì đấy? Mày làm gì mà tâm hồn lên trên mây thế? Hôm nay tao gặp anh Đức đẹp trai của 12 à? Không. Hay Ngọc Trung idol? Không. Thế ai? Một nửa của cuộc đời tao. Ơ, chúng mày không tin à? Anh ấy cao to, đẹp trai, đặc biệt còn khỏe mạnh nữa. Bế tao như một cô công chúa để đi lên lớp đây. Thế bạn ấy học ở đâu? Hình như là học lớp A3 trường mình này. Ồ chết, tao quên không hỏi tên là ý rồi. Tao nhớ lớp A3 làm gì có anh như thế đâu nhở? Tao cũng không nghĩ là có đấy. Không biết thì kệ bọn mày. Nói chung cậu ấy là hoàng tử của tao đấy. Thôi, mày bớt mơ mộng lại đi. Đọc chuyện ngôn tình nhiều quá nên ảo tưởng rồi đấy. Thôi đi đi, tao không muốn lây của nó đâu. Ôi, anh đẹp trai lắm thật mà. Cậu đỡ hơn chưa? Tớ nghe nói hôm nay cậu đi khám lại à? Ừ, mà là sao? Cậu không phải sang thăm tớ nữa đâu. Hôm nay tớ đi khám, bác sĩ bảo là tay tớ đang có dấu hiệu bình phục tốt, nên tớ sẽ được tháo băng sớm thôi. Thật á? Chúc mừng cậu nhá. Ừ, vậy là tớ sắp được đi học, sắp được đánh đàn rồi. Và tớ sẽ tìm ra mấy đứa đánh tớ nữa. Băng này. Hả? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.